Tôi có con Nokia 7610 còn nguyên mới chưa sửa chữa. Tú mua bao nhiêu tiền và cái Nokia 63 chắc là 6300 mới 99%. Thì anh ơi thì em rất là khó trả giá anh. Vì là hai con này anh nói chưa rõ là mới còn hộp chưa dùng. Anh kiểu để từ ngày xưa còn hay là máy anh dùng rồi, máy anh mua dùng rồi, nhưng là còn mới. Nên là em rất là khó trả giá. Tuy nhiên là hai con này em rất là thích, em sẽ mua. Rất là thích, em sẽ mua. Nhưng anh cũng nói rõ luôn rằng là em chỉ mua của người chán thôi anh nhá. Tức là cao là em không mua đấy. Nếu mà anh theo kiểu là anh đắt bán chơi rẻ để đấy là em không mua được. Nói luôn thế, luôn vào ngay thế cho nó nhanh nhá. Em chỉ mua của người chán, tức là rẻ em mới mua anh nhá. Đấy, nếu thật sự có và thật sự muốn bán thì Zalo cho em 0566 88 904 anh nhá. Ok mọi người nhớ nhá, mình nhận thu mua tất cả các loại điện thoại cũ cổ đấy, còn đẹp chất. Nhưng mà mọi người nhớ giúp mình là chỉ mua của người chán nhá. Nhiều người thắc mắc là rẻ thế, mình mua về có phải là để mình kinh doanh đâu, mình mua về để mình chơi mà. Cho nên mình cũng không cần thiết. Các bạn rẻ thì mình mua, không có thì thôi, mình để tiền mình ngắm nhá. Ok chào mọi người nhá.